Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn 1800062223 website duyanhweb.com.vn. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tử Vi và cuộc sống của Trung tâm Đào tạo Marketing Online Duy Anh Web. Trong bài viết lần này, chuyên gia phong thủy Duy Tâm luận giải tử vi tuổi Nhâm Tý 2021 nam mạng. Và bất kể quý bạn muốn xem vận hạn, sao chiếu mệnh, chuyện tình duyên hay công danh, sức khỏe trong năm hoặc đơn giản chỉ muốn biết về hướng xuất hành cát lợi trong dịp Tết Nguyên đán như thế nào, thì những nội dung chính xác, chi tiết cùng những định hướng, lời khuyên của chuyên gia trong bài viết này sẽ làm thỏa mãn những thắc mắc của quý bạn. Sau mỗi phần luận giải là phần kết luận với những lời khuyên và định hướng hành động mà đội ngũ phong thủy chúng tôi muốn nhắn nhủ đến bạn. Nhâm Tý, tuổi 50 nam mạng sanh tử, 15 tháng 2 năm 1972 đến 02 tháng 2 năm 1973, mạng, tăng đố mộc gỗ cây dâu tướng tinh, xương con chuột, tướng tinh con heo. Xem tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nam mạng, mạng mộc gặp năm thổ là khắc xuất, trung bình, chủ về vất vả sao, thái dương, tốt, may mắn, danh lộc tốt hạn, toán tận, trở ngại, và vấp vận niên, xà hãm tỉnh rắn bị nhốt, xấu thiên can, quý gặp tân, tương sinh, có lợi địa chi, tí gặp sửu, nhị hợp, may mắn xuất hành, ngày mùng 1 Tết, 11 giờ tới 15 giờ trưa, giờ địa phương đi về hướng chính đông để nghênh tiếp tài thần đi về hướng tây nam, để đón hỷ thần. Xem tử vi Nhâm Tý 2021 nam mạng, về mặt sao hạn một. Xem tử vi tuổi Nhâm Tý nam mạng năm 2021 về sao chiếu mạng sao thái dương hỏa tinh. Sao thái dương là một trong tứ đại phúc tinh, chủ về những điều tốt lành trong cuộc sống. Nam mạng gặp sao này thì công danh phát triển, cuộc sống hưng thịnh, thăng quan tiến chức, cuộc sống vinh hiển, đại kết vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch trong năm. Nữ mạng gặp sao này cũng được may mắn, thuận lợi hơn trong cuộc sống. Thái dương rực nắng mặt trời tháng 6 vận, tới tuổi đời giàu sang tháng 10 gia đạo rộn ràng, công danh chói lọi, ngập tràn ước mơ. Hai. Xem tử vi Nhâm Tý nam mạng 2021 về hạn tuổi toán tận, đại hạn, toán tận hạn đến thình lình. Đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi toán, tận họa gửi tai bay văn thơ khẩu thiệt tổn tài ốm đau dịch nghĩa. Hạn toán tận chủ về tiền bạc hao tán, ốm đau bệnh tật. Ra ngoài, nên đề phòng tai nạn xe cộ, có thể nguy hiểm tới tính mạng hay vì tiền mà bỏ mạng. Chớ đi khai thác lâm sản chủ về gặp tai nạn. Ba. Xem tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng năm 2021 về tứ trụ thiên hao, địa lợi, công việc làm ăn không thuận buồm xuôi gió, dễ bị hao tài, có thể mất việc. Nhiều mưu sự khó thành, thường bị cản trở, chống phá. Gia đình, chuyện tình cảm tương đối tốt đẹp, tuy nhiên sức khỏe lại bất an, ốm đau mà làm hư hao trở ngại chuyện công việc hay học hành. Bản thân, tình cảm gia đình có nhiều việc vui mừng. 4. Xem tử vi nữ Nhâm Tý năm 2021 về vận niên xả hãm tỉnh, tức rắn bị nhốt đáy giếng, vận niên chủ về tai nạn bất ngờ, không nên đi cùng xe với người có cùng vận niên là tốt nhất. Chỉ cần biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tới thì trong năm việc gì cũng có thể hoàn thành, ngược lại nếu vội vàng hấp tấp thì việc gì cũng gặp khó khăn. Kiêng việc đi xa, thay đổi trong cuộc sống, việc kinh doanh làm ăn nên dựa vào sự giúp đỡ của người khác và giữ nguyên như cũ. Tình duyên bình thường cẩn trọng khẩu thiện, nghi kỵ. Năm. Xem tử vi năm 2021 tuổi Nhâm Tý nam mạng về màu hợp tuổi. Trong năm 2021 thì tuổi Nhâm Tý nên dùng màu xanh để tăng cường tài lộc, tiền bạc của bản thân không nên dùng màu vàng. Màu nâu chủ về công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn. Kết luận về mặt sao hạn, xem tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nam mạng thì đây được coi là một năm tốt đẹp trong công việc làm ăn, nên giữ nguyên công việc làm ăn. Ra ngoài thì được quý nhân anh em bạn bè giúp đỡ, trong gia đình có tin vui hỷ sự. Xem tử vi Nhâm Tý nam mạng 2021 sao chiếu theo năm một. Xem tử vi tuổi Nhâm Tý nữ 2021 tại cung tiểu vận có các sao cố định Thiên Trù, Đào Hoa, Thiên Việt, Nguyệt Đức, Dưỡng, Tử Phủ, tiểu hao. Đây là bộ sao chủ về gặp quý nhân khi ra ngoài có lộc đường ăn uống, tuy nhiên cần chú ý sức khỏe không tốt. Hai. Tử vi nữ Nhâm Tý năm 2021 tại cung xung chiếu có các sao cố định Lưu Niên Văn Tinh, Suy, Trực Phù, đại hao. Ra ngoài ngoại giao làm việc sức khỏe kém nên chú ý bệnh về tiêu hóa. Ba. Xem tử vi Nhâm Tý 2021 nam mạng tại cung nhị hợp có các sao cố định Thiên Phúc, Quốc Ấn, Long Trì, Quan Phủ, Thiên Khốc, Triệt, Tuần, Tràng Sinh. Công việc làm ăn không tốt, không nên mở mang thêm công việc mới. 4. Xem tử vi Nhâm Tý nam mạng 2021 tại cung tam hợp có các sao cố định Thiên Khôi, Thiếu Dương, Đường Phù, Hồng Loan, Hỷ Thần, Thiên Không, Cô Thần Kiếp Sát, Lâm Quan, Phúc Đức, Quả Tú, Địa Võng, Kình Dương, Tử. Trong công việc có quý nhân giúp đỡ, song chú ý tình cảm gia đình. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc 1, kèm 1. Hotline tư vấn khóa học 1800062223, website duyanhweb.edu.vn. Kết luận, chiếu theo các sao cố định trong năm Tân Sửu
và sự vận động của âm dương ngũ hành năm nay với tuổi Nhâm Tý khá may mắn và tốt đẹp khi gặp được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên khi ra ngoài dễ hao tán tiền bạc và tiêu pha nhiều. Trong năm không nên thay đổi công việc, nên làm công việc cũ và tránh đầu cơ tiền bạc. Nhận được nhiều chuyện vui về gia đình có thêm người. Tổng kết xem tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nam mạng một về mặt công việc, ngoại giao về ngoại giao, quý anh ra ngoài thuận lợi kết giao được với nhiều bạn bè đồng nghiệp tốt từ đó, kết giao được nhiều mối làm ăn mới, có nhiều mối quan hệ tốt giúp ích trong cuộc sống. Hai về mặt tài lộc, tài chính năm nay tuổi Nhâm Tý có lộc về tiền bạc, nguồn tài chính của quý anh dồi dào trong năm nay. Chuyện tiền bạc hanh thông, thuận lợi dễ kiếm tiền bằng nhiều nghề khác nhau để gia tăng thu nhập. Ba, về mặt gia đạo có thêm nhiều tin vui mới tốt đẹp, gia đình có hỷ tín hay trong nhà có thêm con thêm cháu, cả gia đình vui vẻ phấn khởi đón tin vui mới. Bốn, về mặt sức khỏe của quý anh, trong năm nay không được tốt lắm, do ăn uống mà sinh ra bệnh tật. Vì vậy quý anh cần chú ý trong chuyện ăn uống để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Kết luận, xem tử vi Nhâm Tý 2021 nam mạng thì quý anh, trong năm nay là một năm nhận định sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công vượt trội, công danh sự nghiệp phát triển thuận lợi khi ra ngoài làm ăn có quý nhân tương trợ, giúp đỡ. Tuy nhiên về tiền bạc lại dễ bị hao tán, suy giảm. Phương pháp giải hạn tử vi Nhâm Tý, nam mạng 2021 một cúng sao giải hạn tuổi Nhâm Tý, nam mạng năm 2021 gặp sao Thái Dương chiếu mạng. Đầu năm nên cầu tài, cầu lộc vào mỗi tháng và cúng ngày 27 âm lịch, và cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 12 ngọn đèn và lạy về hướng đông làm lễ. Bài vị dùng giấy vàng và ghi nhật cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân. Rồi khấn cung thỉnh Thiên Đình Bất Ly cung Đại Thánh Giang Nguyên Hải, nhật cung Thái Dương Tinh Quân vị tiền Thái Dương như rồng trên mây tháng 10, tháng 6 túi đầy tiền vô ham 7 cúng lạy Nam Mô cờ vàng 12 ngọn lạy, về hướng đông 2 sử dụng số điện thoại hợp tuổi theo phong thủy đồng thời. Trong năm Tân Sửu quý anh nên dùng xiêm phong thủy hợp với tuổi 1972, vượng khí cho tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nam mạng, như xiêm có ngũ hành thuộc thủy. Ba hóa giải hạn bằng tuổi hợp năm 2021 trong năm nay tuổi Nhâm Tý, chỉ hợp với người sinh năm 1988 và 1972, đây là hai tuổi hợp, với quý ông mang lại nhiều may mắn trong năm nay tuổi đặc biệt kỵ đó là tuổi 1976 và 1990, đây là hai tuổi kỵ. Mang đến nhiều sự phiền lòng. 4 tháng tốt xấu năm 2021 Tân Sửu tháng xấu, tháng 4 và tháng 7 âm lịch, đây là hai tháng xấu, nhất chủ về gặp thị phi điều tiếng và gặp nhiều chuyện buồn. Tháng tốt, tháng 6 và tháng 10 âm lịch, đây là các tháng tốt nhất để khởi đầu và phát triển mọi việc và đạt được ước muốn. Luận tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nam mạng theo tháng 1 xem bói tuổi Nhâm Tý 2021 nam mạng vào mùa xuân tháng 1, năm mới đến quý anh đi vui xuân cùng gia đình con cái bạn bè, nhận được nhiều tin vui đưa tới nên niềm vui càng thêm trọn vẹn. Tháng 2, trong nhà quý anh chi tiêu để mua sắm thêm nhiều đồ vật mới cho gia đình hoặc gia đình chuyển tới nơi ở mới. Tháng 3, sức khỏe không tốt lắm, chuyện ăn uống gây nhiều rắc rối bệnh tật mà làm hao tán tiền bạc. Vì vậy cần chú ý ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Hai, xem tử vi Nhâm Tý 2021 nam mạng vào mùa hạ tháng 4, có sự thay đổi trong công việc làm ăn. Tuy nhiên trong tháng quý anh cần chú ý có người nói xấu sau lưng mình. Tháng 5, ra ngoài ngoại giao làm ăn hay giúp đỡ người khác nên chú ý giữ mình tránh họa vào thân. Tháng 6, tháng không may mắn về chuyện tài chính, vì vậy không nên đầu tư tiền bạc nhiều trong công việc làm ăn. Ba, xem vận hạn tuổi Nhâm Tý năm 2021 nam mạng vào mùa thu tháng 7, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong công việc làm ăn. Tuy nhiên khi đi lại cẩn thận chú ý xe cộ. Tháng 8, chú ý trong gia đình quý anh có người thân cao tuổi đau ốm và sức khỏe không được tốt. Tháng 9, trong ngôi nhà có sự thay đổi lớn về nơi thờ tự, có thể là sự di chuyển bàn thờ sang chỗ khác. 4, xem vận mệnh tuổi Nhâm Tý năm 2021 nam mạng vào mùa đông tháng 10, ra ngoài tiêu pha hao tán nhiều tiền bạc, gặp người phá hoại công việc không suôn sẻ. Tháng 11, nhận được sự giúp đỡ lớn từ quý nhân trong cuộc sống. Tuy nhiên ra ngoài lưu ý mất mát của cải. Tháng 12, mọi việc làm ăn diễn ra bình thường, không có gì khởi sắc khi ra ngoài chú ý về sức khỏe. Trên đây là những luận giải chi tiết tử vi tuổi Nhâm Tý 2021 nam mạng. Nội dung này được đội ngũ cộng sự và thầy phong thủy Duy Tâm Phúc với 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tử vi, lý số chắt lọc trong kho tàng khoa học dự đoán của Phương Đông. Tất cả nội dung tử vi trên của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí, quý bạn được tham khảo, tư vấn và không mất bất kỳ chi phí nào. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc 1, kèm 1. Hotline tư vấn khóa học 1800 6223, website duyanhweb.edu.vn.